Đây là một cái bao viên nén dinh dưỡng hữu cơ Ben 05 của Hùng Nguyễn Đà Lạt các anh các chị nhé. Cái này thì chúng ta sẽ dùng cho chăm hoa lan, cây cảnh, cây ăn quả hoặc là các loại cây hoa ở trong chậu. Sử dụng cái này thì rất là tốt các anh các chị ạ. Thành phần thì nó từ cái tinh chất động thực vật hữu cơ, bùn khoáng, cám gạo lên men, bổ sung khoáng tự nhiên, vi sinh vật cố định đạm, nhóm vi sinh và lấm đối kháng, than hoạt tính. Cái công dụng của cái viên nén dinh dưỡng hữu cơ Ben 05 sẽ cung cấp dinh dưỡng đầy đủ cho mọi giai đoạn phát triển của cây trồng, cải tạo đất, chất trồng, dinh dưỡng ở dạng dễ hấp thu nên là cây không bị cháy rễ, sót rễ. Nhóm vi sinh vật đối kháng giúp cho cây tăng cường đề kháng và hạn chế lấm bệnh. Than hoạt tính có trong nhóm Ben 05 sẽ giúp dinh dưỡng không bị rửa trôi. Thế thì một cái bao như thế này là 4 kg. Thì hiện tại em đang gửi đến canh các chị với giá là 135.000 đồng. Đang trong cái thời gian khuyến mại, bên em sẽ bao ship cho canh các chị luôn với giá là 135.000 đồng, không đội thêm chi phí ship canh các chị nhé. Không đội thêm chi phí ship. Thay vì canh các chị mua một cái hộp Ben 05 1 kg thì với giá là 40.000 đồng, các anh các chị sử dụng cái bao tiết kiệm này cho em, cái bao dứa tiết kiệm này. Ở trong cái bao này thì nó cũng rất là đảm bảo, nó sẽ sơn rất là kín như thế này và sẽ không bị hà hơi bốc mùi, và bên trong nó sẽ có một lớp túi bóng nữa các anh các chị nhé. Nên khi các chị sử dụng nó sẽ yên tâm. Và cái hạn sử dụng của cái bao Ben 05 này nó sẽ là 5 năm các anh các chị nhé. Đó là 5 năm luôn. Bây giờ thì rất là nhiều vườn lan cũng như là vườn cây cảnh bonsai đã sử dụng cái viên nén hữu cơ dinh dưỡng Ben 05 này, và cho cái kết quả nó rất là tốt. Và các anh các chị đã chuyển hẳn từ Ben 01, nó đắt gần như là gấp đôi, sang Ben 05. Bởi vì cái thành phần dinh dưỡng nó cũng tương đương các anh các chị nhé. Và cái cây trồng nó cũng chỉ cần đến như thế thôi. Và khi mà so sánh về cái hữu cơ Ben 05 và hữu cơ Ben 01 thì về mắt nhìn chúng ta có thể thấy là cái Ben 05 cái hạt nó sẽ to hơn cái Ben 01 nhá các anh các chị nhá. Cái hạt của cái Ben 05 nó sẽ to hơn của Ben 01, và cùng cái chế độ ép viên thì cái ép viên của cái Ben 05 này nó rất là tốt các anh các chị nhá. Cái chế độ ép viên của cái Ben 05 này nó rất là tốt và nó không hề bị rễ, bị rão, bị rã phân như là cái dòng rẻ tiền khác đâu. Cái này vừa rẻ vừa tốt. đấy là một cái điều rất là thật. Đấy là vừa rẻ vừa tốt, vừa đảm bảo cái sự phát triển của cây trồng đẹp và an toàn. Một cái video ngắn thì vật tư Lan Nguyễn vừa mới giới thiệu đến các anh các chị cùng toàn thể các bạn cái viên nén dinh dưỡng hữu cơ Ben 05 hay còn gọi là phân bón Ben 05. Số điện thoại thì em sẽ gắn ở góc trái màn hình là 0878151998. Các anh các chị khi xem video đừng quên nhấn đăng ký kênh nếu mà chưa đăng ký kênh, và cho bên vật tư Lan Nguyễn một nút like để bên Lan Nguyễn có động lực làm những video tiếp theo nhé. Cảm ơn các anh các chị đã xem hết video. Bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại các anh các chị ở video ngắn lần sau ạ.